Không chịu đo nồng độ cồn, sau khi chối cãi là mình không nhậu, một người đàn ông bất ngờ bỏ lại xe máy chạy mất hút vào hẻm. Sự việc xảy ra vào tối hôm qua, khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ đường Hàng Hải Nguyên, đường 3 tháng 2. Thông tin trên tuổi trẻ online vào lúc 20 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện người đàn ông chạy xe máy trên đường Hàng Hải Nguyên, phường 2, quận 11, loạn choạng tay lái, nghi sai xỉn nên dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên người này không chịu đo nồng độ cồn mà trình bày với cảnh sát là mình không nhậu. Trong khi lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang thuyết phục người đàn ông chấp hành đo nồng độ cồn thì người này bất ngờ bỏ lại xe máy, chạy mất hút vào hẻm cảnh sát sau đó yêu cầu lực lượng chức năng địa phương ký vào biên bản người chứng kiến đưa xe máy về đội về hành vi này sau khi xác minh ra chủ xe và mời chủ xe lên làm việc sẽ bị xử lý kịch khung của hành vi vi phạm nồng độ cồn